mà chị ở nhà có gì mà không biết là đây là bố. Em ơi, bây giờ làm sao đấy? Vẫn là cho khỏi ốm cả. Để anh làm lại cái máy nhá, anh đi mua thuốc đi nhá, anh làm đi nhá.
xong mái nhà đấy mà. Em ơi anh xong cái mái nhà rồi. Ui em vẫn sốt à? Ừ. Vẫn mạnh này á. Ừ. Anh đi. Đi nhá, đi mua thuốc rồi nhá. Chị ơi, chị có cần người làm không? Chị làm hết không cho nó có. Dạ vâng, chị làm nhé.
Ở kia chú. Đây đây đúng rồi. Xong rồi ạ. Bao tiền chú gửi? Đây đây đây. Xin. Được. Sao đấy? Vẫn chưa khỏi ốm cả. Để anh làm lại cái may nhà rồi anh đi mua thuốc thôi nhá. Cái cổ đấy.
Đây, để anh em biết xong rồi chú ký vào đi. Đây là nhớ trả tiền đúng hẹn nhá. Bữa hôm nữa anh lấy tới lấy đấy. Nhớ trả tiền cho đại ca ta bây giờ không còn chưa. Bao nhiêu đủ tiền đấy? Em ơi, em về rồi đây. Tôi ăn xe lại ra đây không nằm trong giường. Em ơi, anh mua đồ ăn về rồi. Đây anh mua một thuốc rồi, mua đấy rồi đi vào nhà đi. Đói quá à? Thank you.
nào đây em ạ? Anh mượn cho bạn.